Quý vị và các bác thân mến, quý vị và các bác đang truy cập vào kênh của Tiến Audio Hải Dương, một kênh chuyên dành test âm thanh và giới thiệu hàng bãi đến từ rất nhiều nước trên thế giới khác nhau. Thưa quý vị và các bác, trước mắt quý vị và các bác em về được một đôi loa Mỹ trông rất là đẹp, đẹp kính con, đẹp leng keng. Có thể nhìn qua máy quay rồi, đã thấy những cái viền loa nó ánh lên một cái thanh kim loại lóe rất là sáng bóng các bác nha. Một đôi loa Fisher đến từ Mỹ, nó có tên là STV 872. Đôi loa này sử dụng một cái loa bass có đường kính là 30, màng giấy màu trắng và gân vải. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bác hãy cùng em đi đến thông số của đôi loa này. Trước tiên thì mời các bác hãy ngắm nhìn ngoại hình của em nó có một cái màu vân gỗ rất đẹp. Đôi loa này được trang bị thùng gỗ lạng rất là dày dặn và đẹp các bác nha. E căng nguyên bản từ trên xuống dưới. Rất đẹp, có cả chân đế. Chân, đây là chân đi theo thân loa, nhìn nó rất là trang nhã và đẹp. Nó sử dụng một cái loa bass có đường kính là 30, màng giấy. Và một điều đặc biệt, đôi loa này nó hơi kỳ dị khác loài với những dòng loa khác. Đó là cái lón loa của nó rất là to, cái lón loa có đường kính lên tới 18 phân. Cái lón loa đấy, một cái lón loa có đường kính lên tới 18 phân. Quả thật là một đôi loa rất là kỳ bí đúng không ạ? Rất khác loài với những dòng loa khác. Rất là đẹp. Nó trang bị một lỗ thông hơi ở phía trước mặt chúng ta. Điều này một đôi loa có một cái dáng thùng cao to, sâu, dày dặn và điều này thì cho ra một âm hưởng chắc chắn sẽ làm cho quý vị hài lòng về tiếng bass cực kỳ hay, lực các bác nha. Chiều rộng của đôi loa này lên tới tầm 35-36 phân, chiều rộng ấy, 35-36 phân các bác nha. Và chiều sâu của nó cũng tầm vậy, nó rơi vào trên 30 phân. Chiều cao của em loa này nó cao tầm khoảng cơ ship 1 mét. Sử dụng một loa chung giấy. Các bác nhìn soi em đầu ánh cái bảy sắc cầu vồng đấy đúng không ạ? Đó, rất là đẹp. Cái loa chép cũng vậy, soi em đầu ánh kim cương đấy nha, rất là đẹp luôn. Một loa chung giấy và một loa chép giấy, một lỗ thông hơi. Về ngoại hình của đôi loa này thì em xin quay cho quý vị và các bác. Rất là đẹp, từ trên xuống dưới có một màu vân gỗ rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Về ở đằng sau của nó thì đôi loa này còn nguyên cả cờ tem, nguyên cả cờ tem các bác nha. Rất là đẹp, rất là hoàn mỹ đúng không ạ? Fisher, dòng cánh én của biểu tượng Fisher, loa Fisher chim én STV 872. Đôi loa này nó có trở kháng là 8 ohm. Công suất của nó là 100W một thùng, trở kháng 8 ohm. Một cái trở kháng và một cái công suất làm cho các bác phải hài lòng. Rất hài lòng. Các bác có thể dùng những đôi loa này kết hợp vào những cái việc như sau, như là kết hợp 201. 201 các bác nhé. Kết hợp 201. Vừa nghe nhạc và đồng thời các bác có thể ghép thêm một đôi loa lời nữa và một chiếc vang số vào những chiếc âm đi như thế này là chúng ta có thể hát karaoke rồi. Rất hay. Và đôi loa này xin được bán cho quý vị và các bác với một cái mức giá rất là yêu thương, ai cũng có thể sở hữu được nó các bác nha. Giá của em đó là 8 triệu đồng. Một cái mức giá cực kỳ yêu thương, không thể yêu thương hơn được nữa các bác nha. Giá 8 triệu đồng cho đôi loa Fisher rất đẹp. Bây giờ thì em xin mở tiếp cái e căng còn lại. Rất đẹp đúng không ạ? Xoay em đâu ánh lên đấy, bảy sắc cầu vồng, quá đẹp. Bát trắng nón nà,
giá 8 triệu đồng một đôi loa đến từ Mỹ, bát 30. Và em vẫn phối ghép nó với một chiếc âm đi Marzahn có tên là 2215B. Chiếc âm đi này em đã ghép được 3 đôi loa trong đôi loa Mỹ, 3 đôi loa Mỹ em test trong buổi tối ngày hôm nay. Chiếc âm đi có giá 5 triệu 200 ngàn đồng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bác hãy cùng em đi vào thẩm âm cấu hình này. Em nguồn phát là một chiếc đầu giải mã Sony MD. Và em đang sử dụng nguồn đĩa phát, nguồn phát là đĩa MD ở bên trong. Bây giờ em bấm vào đây và em sẽ lại test một bài hai. Test bài hai. Tiếng bắt của nó rất lực các bác ạ. Cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi clip của em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bác.